Đúng rồi, chốt gì 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 cái gì cũng thơm. Chuyển cho anh Hoan 5 thùng đang rụng hết tóc rồi. Ôi rồi, ok nhá. Mấy hôm nữa em cầm sang anh Hoan nhá. Vâng. Anh Hoan yên tâm, mấy hôm nữa em bê sang nhá. Đúng rồi, biết vấn gì nhỉ? Anh nhưng mà anh dùng cẩn thận lại có ấy đấy nhá. Ôi cái này thì dùng cái này thì các bạn nữ là thích lắm. Đấy. Thơm không? Batman anh tắm em khen thơm. Ok, ok, Thanh em trai. Ok đi nhá, cứ bảo anh Hoan là yên tâm nhá. Mấy hôm nữa sang là đón anh em ở sân bay, ai có ở sân bay thì là sẽ tặng mỗi người không được. Không được, từ từ đã. Mang sang có 3 chai để làm mẫu cho Linh bán thôi. Tặng anh Hoan 1 chai thôi nhá. À, anh Hoan đấy. Tự nhắn đó. Anh Hoan tự nhắn đó à? À thế thôi. À vâng vâng, tôi ok, anh có 1 chai. Anh yên tâm, bởi vì là cái này là bọn một lần đi xa là bọn để em đưa sang đấy, để anh em dùng rồi là vừa là dùng vừa làm mẫu bán. Đấy, anh nhưng mà anh yên tâm, anh ra đón là em kiểu gì là cũng biếu anh 1 chai. 1 chai thôi à? Thế thôi. Nếu không đón sao? Không đón thì thôi chứ không đón thì lấy đâu ra? Không đón ai đón mới được. Đến đón. Đúng rồi nhá, Tấn Đạt nhá, gọi vào có người yêu liền. Đấy. Nói chung là rất là nhiều bạn bảo là khi mà em mình tắm xong hơn là bạn gái bảo là cơ thể anh dạo này thơm thế hay là có cái mùi quyến rũ thế gì đấy, nhưng mà vẫn bí mật bảo là chưa không dám nói là dùng Batman đấy, không bảo không dám nói là dùng cái sản phẩm ở nhà mình này mà bảo là anh mùi thơm hương tự nhiên, cướp đâu ra ông nào thơm tự nhiên, đúng không? Làm gì có ông nào có cái mùi thơm tự nhiên như rồi đi đá bóng đá banh về hồi bỏ bố lên được thì thơm tự nhiên. Ok, ok là qua mã đi để sang các bạn nữ nhá. Và xin nhắc lại nhá, các chị này, các chị các thím các mợ các bà và có muốn mua tặng là các cậu các anh các bác thì trong cái dịp rằm Trung thu này thì là các anh mua Batman mà tặng thì đúng là miễn chê luôn. Ok. Đang làm gì đấy? Rồi, qua má nhá. Rồi bây giờ đến các chị em đâu rồi? Các bạn nào mà muốn mua cái sản phẩm ở bên Batman nữa, mình vẫn đang để ở trong giỏ hàng nhá. Vẫn để trong giỏ hàng nhưng mà có điều là không mua nhanh sẽ hết voucher nhá. Đấy, mình chỉ bảo thế thôi. Tiếp theo là đến lượt các bạn nữ đây này. Bạn nữ đây, một trong những cái sản phẩm mà đang gọi là cháy, dường như là dẫn đầu đấy, dường như là đang đi đầu của bên nhà Quang Linh Global. Đấy là sữa tắm Brita, sữa tắm dành cho nữ, sữa tắm mà cũng có một cái hương thơm mà nó có một cái gì đó nó quyến rũ, nó khó tả lắm, mình cũng đúng rồi ngất ngây. Ok, sữa tắm nhiều bọt nhá. Em ơi, cái giá là 190k. Còn 165k. Ai cho cái giá đấy? TikTok đang có voucher. Đang có voucher dành cho TikTok của gì? Anh. Vâng. Sợ. Tiếp cho 165k các bạn. Giá hôm nay là có cái giá là cũng hơi là bất ngờ và rất là tuyệt vời. Đấy là giá 165k. Đúng rồi em ơi, phiên trước săn 171 đó. Đấy, hôm nay là cũng là buổi phiên thứ 3 của Hoàng Tuyến ở trong tháng nhỉ. Thế là tháng này còn là 2 phiên nữa đúng không? Đấy, nên là anh TikTok là anh cũng cho một cái giá cái sữa tắm này là cũng dùng cái công nghệ của 4.0, công nghệ sinh học. Đấy, công nghệ sinh học 4.0 nhá. Đấy, nghe thì nó bình thường nhưng mà hầu như là ít cái sản phẩm hiện tại ở Việt Nam cũng đang ít sản phẩm mà áp dụng công nghệ sinh học như thế này. 180k. Bao nhiêu? 200 suất nhá. Ôi dồi, 200 suất à? Ok, 200 suất, bán hết 200 suất. Qua má dầu gội gừng thủ ô thì là đã sold out rồi nhá. Thì mình chưa biết, chắc là khoảng tầm tuần sau mới có dầu gội gừng nhé các bạn nhé. Nên là bây giờ tạm thời lại không hỏi về dầu gội gừng nữa nhá. Bây giờ là chỉ quan tâm đến sữa tắm, quan tâm đến Trung thu này chúng mình đi đâu. Anh mùi thơm Batman, còn em mùi thơm Brilla. Ok chưa?
Còn bạn nữ nào mà à đúng không, quên mất, các anh ấy cái giống con gái, cái giống mà nó đến 20 thì không nói, tầm 35-40 tuổi vẫn còn núng nịu anh quà trung thu em đâu, quà trung thu em đâu, đây quà trung thu của em đây, có 165k thôi, các bạn chơi cho mình một cặp hơn 300k, 300 bao nhiêu, 300 người ta, 330k là các bạn có một cặp này nhá, làm quà trung thu cho các cháu, các em, các chị nhá, đừng đòi nữa, chỉ sợ là sang năm các bạn hỏi là cái loại này anh mua ở đâu, có còn có hay không, thì lúc đấy là yên tâm là các bạn, yên tâm là các bạn là à nhầm, các bạn là cứ yên tâm là mình nói không có sai đấy. Giờ quà trung thu bây giờ là mua cái quà ví dụ như là gì mấy triệu bạc cho nó tốn kém mà người nó cũng không thơm. Hai lọ này thôi, bạn gái của các bạn thơm, nói chung là cái đứa nào mà lười tắm thì thơm cả năm nhá, có đứa nào chăm tắm thì là thơm một 6 tháng đấy. Khi nào có dầu gội cặp, ôi ơi bạn mới vào à? À mình chưa biết được, chắc khoảng tầm tuần hơn tuần nữa. Duka không nhé các bạn nhé, trà Duka với các sản phẩm của Duka hiện tại ngày hôm nay không có, bởi vì là hợp tác xã đang bị ngập đến bụng rồi, đang đi chạy nước chạy ngập, còn đang toán loạn ở nhà kìa, không vâng. Khi nào có thì mình sẽ bán. Đúng rồi, ok, cái sản phẩm này mà khi mà tắm nó sẽ là thơm như nước hoa. Rồi là các bạn nữ này, các bạn nữ nếu buổi tối mà có không có muốn đi đâu đấy, mà loanh quanh ở trong nhà thôi, như nào nhá, gia đình nói cái gì quên bố mất rồi. Đầu óc rồi này chán thật đấy. Chà, à nếu mà các rồi các bạn nữ ví dụ là đi đâu một đang gọi là ở một buổi tối ấy, ví dụ như là mình không phải đi tiệc đấy, không đi ra ngoài, không đi gặp các đối tác đấy, đấy thì mình không muốn xịt nước hoa ấy, đấy bởi vì là trước khi đi ngủ thì chẳng ai xịt nước hoa cả, đúng không? Vâng, thì các bạn là sử dụng cái sữa tắm này cho mình thì là nó sẽ có một cái mùi gọi là cũng có một mùi là thơm thoang thoảng đấy, để cho các bạn có thể là đi ra ví dụ đi xuống đi mua cái gì ở trong siêu thị đấy, rồi là đi mua cái đi ra ngoài có thể gặp bạn gặp bè một chốc một lát đấy mà không muốn xịt nước hoa ấy, thì đây ok, sản phẩm Brilla Quang Linh Global ok sẽ giải quyết cho các bạn, hoặc là mình ở trong nhà đấy, hoặc ở trong nhà rồi là với chồng với con các thứ thì vẫn có cái mùi thơm thoang thoảng đấy, mọi người quấn quýt với nhau, em dùng thơm ngất ngây ok ánh nhá, vừa đặt xong không thơm trả lại anh Tiến ok luôn em nhá. Bạn gì đây, níu hết cả mồm, Điệp Nguyễn nhá, bạn là con gái đúng không, nếu bạn chỉ cần nói là không thơm thôi mình sẽ đến tận nhà bạn mình lấy lại luôn, không phải trả lại ship luôn, ok nhá. Nhưng mà đúng rồi, đến tận nhà nhá, nhưng mà bạn phải đưa người à nhầm đưa tay thôi, đưa tay ra đây để cho mình ngửi thử nhá, nếu mà mình thấy thơm thì để lại, còn không thơm mình lấy về, ok chưa? Đấy, chơi làm gì có ai bán hàng mà lại quyết liệt như thế đâu, đúng không ạ? Em tắm một lần không thơm đi đâu rồi? Em tắm một lần không thơm cả năm em bắt đền anh nhá. Ủa ôi, làm gì có cái nước hoa, à làm gì có cái sữa tắm nào mà em muốn tắm một lần mà không thơm cả năm? Cái này là từ 6 đến 8 tiếng, 4 đến 6 tiếng là rất là ok lắm rồi. Cái này là nó 6 đến 8 tiếng là rất là đau đầu cho cứ những hiểu nhà khoa học rồi em ơi. Em còn muốn thơm đến 4 ngày nữa thì không có đâu. Anh Tiến tắm trên live luôn đi ạ. Cái này của Lữ mà em. Cái này của Lữ. Ủa lên vào. Lên vào giờ ấy. Rồi ok.